Hôm nay ngày mấy mọi người? 3/29 ạ. 3/2? 3/29. Ủa, 3/29 rồi hả? Dạ, hôm nay mình có nghỉ lễ. Hôm qua anh không nhận pháo hoa. Hả? Hôm qua anh không xem pháo hoa. Không, hôm qua anh đi về quê, về rừng núi rồi. Get to fresh air chứ. Nói chung là hôm nay là 3/9 năm 2018. Anh Tùng đang train cho các bạn product owner cái critical thinking, whatever it is called. Mọi người đó là critical thinking hay là structure thinking gì đó. Nhưng mà đối với anh đó là cái cây. Thinking như là một cái cây. Ok. Thì đây là cái technique mà tụi anh apply ở trong lập trình. Mà nó cực kỳ rõ. Nó cực kỳ rõ và nó cực kỳ tốt. Nó giúp cho cái thinking của tụi em được clear. Ok, khi tụi em nói chuyện với tất cả các bên luôn. Đó là nó không có bị miss cái gì hết á. Lát nữa anh sẽ demo, anh sẽ cho luôn ví dụ là làm sao mà nó giúp em như vậy. Ok. Thì Again đó là phải biết là tại sao, đúng không? Tại sao anh lại tổ chức cái buổi này. Thực ra trước đây á, anh đều các bạn mà trẻ trẻ mà lâu lâu vô công ty làm á, đều chỉ cho các bạn từng người, nhưng mà em quay nhiều quá thì chỉ từng người nó không có scale. Nên bây giờ anh mới gom vô anh làm video luôn. Cái lý do tổ chức cái này á, anh có nói rồi ha, là fail quá đi. Bữa giờ anh thấy rất fail, tụi em làm việc á khá là fail. Ok. Mà lỗi là chủ yếu là có thể là do anh chưa chỉ cái này. Mà again, tính của anh là vậy á, tức là cái gì mà mình không làm á, tức là mình làm cái điều đó là tại vì sao? Là tại vì nếu mà không làm nó sẽ bị crash cái business của công ty ha. Nên bởi vậy là anh muốn tụi em là pay attention nha. Ok. Rồi. Hôm nay chả không nghe nha. Hồi chưa nói thôi, lần này không tính. Nước đó để cho các bạn interview khách của mình. Còn internal là ra lấy ly mà uống. Ok. Không sao, lần này 5.000 để anh trả cho anh bảo em. Rồi. Rồi bây giờ như sau. Trong lập trình của tụi anh á, là tụi anh có cái suy nghĩ giống như nè. Là khi mà tụi em chia một cái không gian ra, hay là chia một những cái option mà có thể xảy ra, là tụi em phải thỏa hai cái tiêu chí. Một là nó phải cover hết cái không gian giá trị. Hai á là những cái mảng chi đó nó không có trùng nhau, nó không bao giờ được trùng nhau. Anh ví dụ đối với em là số mà ngược lại của số nhỏ 8, số tự nhiên nhỏ 8 ngược lại của số tự nhiên nhỏ 8 là gì? Mình đang nói về số tự nhiên. Không, mình đang nói về không gian số tự nhiên thôi. Bây giờ mình giả sử mình chia không gian số tự nhiên ra, đúng không? Không gian số tự nhiên một cái là số nhỏ 8. Vậy thì cái phần ngược lại của nó là gì? Đó, mới đầu nghe nó số lớn 8. Em này nói số lớn 8. Câu trả lời chính xác phải là số lớn hơn hoặc bằng 8. Cái boundary nằm đâu? Bằng. Ok. Nếu em không chia cái bằng đó thì nó bị gì? Mất một trường hợp. Cái không gian á nó không có đủ, hiểu không? Được chưa? Tức là luôn luôn là mình chia trường hợp ra là luôn luôn phải là đảm bảo đủ cover hết không gian. Ok. Và cái chia của mình nó phải tách tập nhau, không bao giờ được nhập nhằng bên trái bên phải. Ok. Thì á, giống như tụi anh lập trình đó, ví dụ tụi anh chia trường hợp if else, đúng không? Ví dụ if cửa mở, như vậy đây, cửa mở thì đèn bật đèn, đúng không? Else thì tắt đèn, ví dụ vậy đi ha. Đó rồi, hoặc là đó là những cái mà lập trình căn bản mà nếu tụi em không đang không biết lập trình nó là cái giống gì, lập trình đơn giản vậy thôi, hiểu không? Đó, những câu lệnh mình viết ra specific ra giống vậy. Ok. Thật ra nó có vòng while, vòng for, lặp đi lặp lại nữa, nhưng mà đây là một trong những cái
cái nguyên tắc bình thường của lập trình. Hay là ví dụ như if gì đó, ai đó muốn muốn mua đồ, tụi em gái chắc hay, anh biết, anh đoán thôi nha, đó. Gái chắc hay mua đồ thời trang rồi đúng không? If H&M giảm giá thì lớn hơn 90%, then mua em không biết có đồ mà 3 triệu. Gì? Tại sao không có đồ mà? Rồi ok, mua 5 triệu. Rồi biết đâu, rồi đó, if, rồi chỗ này nè, thường thường ví dụ sẽ là else, if, tức là H&M giảm giá bán bạn 90% và lớn hơn bao nhiêu, 50%, đúng không? Yeah. Rồi mua 3 triệu, ví dụ vậy đó. Rồi còn trường hợp cuối cùng else đó, mua nhiêu, 1 triệu. Sao này giống Excel đó, đó thì giống Excel không? Thì lập trình của tụi anh như vậy đó, nó có gì khó không? Bởi vậy ai nói lập trình khó, em mua background lập trình gì đó, thật ra cái người đó đang là làm biến. Ok ha. Chỗ else này có nghĩa là gì? Còn lại nghĩa là gì chính xác? Nhỏ hơn hoặc bằng 50%. Ok ha. Đó, thiếu cái đó không có được. Phải có cái này có nghĩa là nhỏ hoặc bằng, cái này không nhanh khẩu nha. Bé hoặc bằng ha. Ok ha. Được chưa? Đó là tư duy cái cây. Đó, thì rõ ràng mình phải mình thấy tư duy cái cây là cái mức giảm giá là nó được chia ra. Đó chắc là gì? Là từ 0 cho tới 50%. Ok đấy ha. Từ 50, trên 50% cho tới 90%. Ok ha. Và trên 90%. Thấy không? Tức là những cái chỗ này nè, nó có gap đàng hoàng. Yeah, nó có gap và nó quyết định, nó quyết liệt luôn, bụp luôn. Đó, vậy thì anh hỏi em nè, bây giờ 90% với lại trên 90% á, là nó có gap đúng không? Vậy cái gap đó là gì? Là sao anh nói lại? Tức là bây giờ 90%, bây giờ nếu mà anh muốn chia cái không gian này ra thì nó giữa nó phân biệt giữa 90% và trên 90%, đúng không? Vậy thì bây giờ trên 90% là bao nhiêu? Hiểu không? Giá trị cuối cùng nhỏ nhất mà trên 90% là bao nhiêu? À, là bao nhiêu? Tại mình nói trên 90% đúng không? Đúng rồi, tức là một có cái gì lớn hơn 90% là đó, ví dụ 90.01 vẫn là lớn hơn 90%. Nhưng mà ở đây vấn đề là cái store ở đó, lúc đó thì thằng chủ H&M đó nó phải ra một cái quyết định á. Vậy thì cái resolution, tức là cái đơn vị nhỏ nhất của cái giảm giá đó là 1% hay mấy. Hiểu không? Giống như cái đồng hồ á, đồng hồ cái đơn vị mà đồng hồ mà nhích dây mà tụi em coi, đơn vị nhỏ nhất của nó là nhiêu? 1 giây. Hiểu không? Tức là bây giờ muốn qua vượt cái khoản mới thì nó phải nhảy một cái gì đó chứ, đúng không? Thì cái đó là 1 giây. Thì ở đây cũng vậy, cái thằng chủ H&M á quy định ví dụ 1 độ, em quên 1%, 91% trở đi. Ok ha, tức là cái độ mà độ mịn của cái quyết định của nó là 1%, 1%, 1%, hay là 5%, giả sử như 5%, đúng không? 5% có nghĩa là trên 90 là nhiêu? 95. Hiểu không? Ok đó, thì á tụi em sẽ thấy á là cái cây này á nó chia ra đủ tất cả không gian là từ không, tại vì món đồ thì nó chỉ cứ không tới 100% mà,
không có giảm giá 100% là gì, là hát sẽ phải trả tiền lại cho cái người đi mua. Ok, đúng không? Rồi thì cái không gian á, nó chia ra phải đủ hết tất cả từ 0 cho tới 100. Ok, và ngoài ra là những cái đoạn chia á, nó phải không có được overlap, không có được nhập nhằng, hiểu không? Không có được nhập nhằng giữa cái khoản này và khoản kia ha. Không bao giờ nói là ok giá ví dụ như mình á, quên cái quyết định của mình, thực ra cái này là cái quyết định của tụi em. Quyết định của em không có được nhập nhằng là ví dụ như tao thấy giảm giá khoản, tao thấy giảm giá được thì tao mua, hiểu không? Hoặc là tao thấy giảm giá sâu thì tao mua, hiểu không? Em không được nói những câu trời ơi, ví dụ tao thấy thẻ mày giảm giá nhiều tao mua, đúng không? Nhiều là bao nhiêu? Đúng rồi, chính xác. Ví dụ như là chị dẫn em đi mua đồ, nó chị em muốn mua gì vậy, kêu tao cho tiền mày mua, nhưng mà khi nào giảm giá nhiều mới mua nha, đúng không? Đó, em mà nói câu đó là chết, hiểu không? Em vô nó mua sạch luôn, nó kêu về 200 cũng là nhiều vậy, đúng không? Hiểu không? Đó, thành ra mình nói phải specific. Đó, khi mà mình bán hàng á, mình cần gọi là khi tụi em hồi mai mốt tụi em phải đọc cuốn sách là nói bán hàng á, cuốn sách bán hàng á, nhớ không, của Canbay á. Khi mà mình bán hàng á, có khi mình không cần specific, mình dream, mình nói tùm lum tà la, nó cái này chị mặc vô đẹp lắm nào, ví dụ vậy, hiểu không? Ví dụ mình là người bán hàng, ví dụ người ta mặc áo á, đúng không? Đó, chị mặc vô đẹp lắm, bảo là nó phong chuẩn thì mặc vô đẹp lắm gì vậy, lúc đó mình có cái độ đẹp không? Đâu biết đẹp là bao nhiêu đâu, đâu biết đẹp là bao nhiêu phần trăm đâu, hiểu không? Đó, nhưng mà cái lúc đó là cái lúc mà mình cần lập là, alright, cái lúc đó là lúc mình cần lập là để mình dụ người ta mua hàng chẳng hạn, thì mình không bao giờ suy nghĩ là đẹp bao nhiêu phần trăm là đẹp, ok ha. Đó, cái đó. Còn những cái lúc mà để ra quyết định critical này nọ, critical thinking là phải chính xác, phải có boundary, ok, phân biệt rõ ràng, nhớ nha. Tức là cái không gian quyết định của cái không gian giá trị của em nó phải thỏa đó, cái chi của em thỏa hai tiêu chí. Nhắc lại, Hương nhắc lại coi. Dạ, khi mà mình chia xuống rồi thì mình phải chú ý là bao phủ hết tất cả không gian giá trị, và cái thứ hai là mảng chia nó không được trùng nhau. Đúng rồi, là cách chia đó không được trùng nhau ha. Ok, nên những cái câu nói là ô cái này đẹp lắm, cái kia đẹp lắm này nọ, cái những cái đó không có áp dụng cho critical thinking. Nó không phải là critical thinking. À, được. Tại sao nó cứ tít tít hoài vậy ta? Ok, done. Rồi, bây giờ bài đọc anh cho ví dụ tụi em làm. Bây giờ làm xong mỗi người lấy tờ giấy ghi ra, tôi không có nói, để anh coi từng người. Bây giờ là ngày có 24 giờ. Ok. Mình có cái task là giặt đồ, nấu ăn, gọi điện cho mẹ, đại loại vậy đi. Đó, gọi điện cho ba, gọi điện cho bộ cũng được. Ok, matas, nói chung là phải thôi gọi điện cho người thân. Ok, matas, giặt đồ, nấu ăn, gọi điện người thân. Ngày có 24 giờ. Rồi, anh đi cầu tụi em là chia. Nấu ăn tối. Hả? Gì? Nấu ăn tối. Nấu ăn là cả ba bữa đúng không anh? Ok, nấu một bữa thôi. Nấu ăn thì tại vì anh nghĩ nấu ăn là luôn luôn ăn, nấu một bữa ăn được cả, nấu một lần ăn cả ba bữa. Đó. Okay. Rồi, tụi em chia ra là thời gian nào làm gì. Đơn giản thôi, that's simple. Ủa sao anh đã tắt rồi mà. What the? Thời gian nào trong ngày làm cái gì đó. Đúng rồi. Cho ba tắt xong. Ba tắt. Đúng rồi, tùy em, nhưng mà đó là em chia thành em dùng cái khoảng thời gian trong ngày của em. Đó, rồi em phân ba cái task đó vào những cái khoảng thời gian trong ngày. Rồi, vậy thôi anh tắt con cái. Rồi, bây giờ anh tắt con cái để cho các bạn làm video nó đỡ cái khoảng chết. Rồi xong rồi anh bật lên lại.